Thưa bà con và các bạn, sự chuyển giao giữa các thế hệ nông dân, trẻ hóa trong nông nghiệp đang ngày càng rõ rệt. Ngoài những lão nông kỳ cựu thì lớp trẻ ngày nay cũng quan tâm tới nghề nông không kém, chẳng hạn như là chàng thanh niên này. Anh Trần Văn Duy ở thôn 6 xã Tân Lâm trồng 300 cây sầu riêng trên diện tích 3 hecta hiện đã có 120 cây cho thu hoạch. Niên vụ vừa qua anh thu 12 tấn sầu riêng với giá chốt 59.000 đồng một ký, mang lại khoản thu nhập đáng kể. Sinh năm 1999, chàng trai trẻ Trần Văn Duy không ngừng ngày học hỏi các kiến thức kỹ thuật mới để chăm sóc vườn cây của mình. Ban đầu, Duy tốn chi phí rất lớn cho việc tưới sầu riêng, bởi sầu riêng là cây ưa ẩm. Mùa khô phải tưới thường xuyên từ 3 đến 4 lần một tuần, nhất là thời điểm cây ra bông. Bình thường tưới một hecta sầu riêng theo cách cũ, tưới dí cần tới hai công lao động, vừa tốn chi phí thuê công, vừa tốn tiền dầu, tiền máy. Tính tiền tưới cho 3 hecta cũng cả trăm triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, Duy đã đặt ống dẫn nước tới tường gốc sầu riêng. Chỉ cần mở van, nước sẽ tự chảy xuống tường gốc sầu riêng, vừa nhàn vừa không lãng phí nước ra xung quanh. Theo thực tế thi công, anh Duy cho biết, chi phí để tưới tự động một gốc sầu riêng khoảng 150.000 đồng, diện tích càng rộng, chi phí càng giảm. Đầu tư ngay có vẻ cao nhưng bù lại, chủ vườn không cần thuê công tưới, dầu chạy máy hàng ngày. Đồng thời Duy cũng tiến hành ép chiều cao cây. Khi sầu riêng đạt độ cao từ 2,5 đến 3 mét, anh ngắt đọt hãm chiều cao để cây phát triển các nhánh. Trái sầu riêng ra chủ yếu trên các nhánh nên việc cắt đòn chiu cây thấp vừa nhiều trái vừa dễ chăm sóc, dễ thu hoạch.